Xin chào các bạn, mình tên là Phạm Nhã Thi, năm nay mình 7 tuổi và bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn một câu chuyện rất là hay, tên là Thành phố Cầu Vồng. Thành phố Cầu Vồng là nơi các bạn màu nóng và các bạn màu lạnh sống chan hòa bên nhau, nhưng khi mâu thuẫn giữa màu nóng và màu lạnh bắt đầu xảy ra, liệu thành phố Cầu Vồng còn giữ được sự thanh bình nữa không? Mình rất yêu thích câu chuyện này vì nó cho mình những bài học quý giá về sự yêu thương, sẻ chia và tôn trọng sự khác biệt. Cùng mình lắng nghe câu chuyện này nhé! Thành phố Cầu Vồng, tác giả Phạm Thu Thùy. Trước kia, ở thành phố Cầu Vồng, những màu nóng vui vẻ và những màu lạnh thẳng thơi sống chan hòa bên nhau. Thế rồi, một chuyện bất ngờ xảy ra. Vào ngày sinh nhật thứ 300 của thành phố, hôm ấy các bạn màu lạnh bỗng thấy các bạn màu nóng hát hò nhảy múa, thích ồn ào, chúng ta nhức đầu quá, màu lạnh than thở. Còn các bạn màu nóng thì lại thấy vẽ tranh làm thơ chẳng hợp với một buổi tiệc sinh nhật gì cả. Yên tĩnh thế này chẳng vui tí nào. Màu nóng nhao nhào. Đây này, sự yên tĩnh rất quan trọng mỗi khi ta tưới một chiếc cây, lật một trang sách, uống một tách trà, ru em bé ngủ, lặng ngắm biển xanh. Còn sự náo nhiệt lại thật cần thiết mỗi khi ta cười với bạn bè, ha ha ha, vui vẻ họ hè, tung tung tung, ăn một món ngon, măm măm, hát một bài hát, la la la. Hai bên cãi nhau ầm ĩ, không ai nhường ai. Cuộc tranh cãi càng ngày càng trở nên gay gắt. Màu nóng tỏa sáng, vẻ nhạt rất là chán. Phản đối ồn ào mất trật tự, im lặng là vàng. Xin hãy trả lại bầu không khí yên tĩnh, màu lạnh mua nơm. Cuối cùng, màu nóng và màu lạnh quyết định dọn ra ở riêng. Màu lạnh rủ rỉ cùng nhau. Các bạn màu lạnh thân mến, tuần lễ ngủ xin được bắt đầu. Màu nóng thì mở tiệc, đàn hát, nhảy múa từ thứ hai đến chủ nhật. Cư dân màu nóng tiệc tùng liên miên và cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Người nóng phân phân, cư dân màu lạnh ngủ chiên miên. Khi tỉnh dậy, họ bỗng thấy mọi màu sắc của mình cứ tái nhợt đi cả. Thế rồi, màu nóng cứ cháy bừng bừng mãi đến tội điên thui như than củi. Còn màu lạnh thì càng buồn, lại càng tái mét, đến độ trắng bệt cả người ra. Cuối cùng, thành phố Cầu Vồng bây giờ chỉ còn mỗi hai màu trắng và đen. Chẳng vui chút nào, mọi người đều nhớ những màu sắc rực rỡ ngày xưa. Làm sao quay lại như trước bây giờ? Cuối cùng, các cư dân nghĩ ra một cách, họ giảng hòa và cùng tô vẽ lại màu sắc cho nhau rực rỡ như cầu vồng. Thế là cuối cùng mọi chuyện đã đâu vào đấy, màu nóng và màu lạnh lại cùng chung sống vui vẻ, thậm chí còn vui hơn cả trước kia. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Nhã Thi xin hẹn các bạn trong những câu chuyện sau nhé. Hẹn gặp lại.